Thật là tuyệt vời khi Minh Đường Tử Vi được gặp lại quý bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đắt, làm một được 10, vận may liên tục kéo tới, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, có duyên biết mệnh, tuổi Canh Thân sinh 1980, hưởng chọn lộc trời, làm ăn trúng lớn, đổi đời thoát khổ, trả sạch nợ nần, cực giàu có, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Quý vị thân mến, kiếp người nơi chúng ta đang sống chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian. Chỉ có những người phước giàu mạng lớn mới có đủ mạnh mẽ để đi qua mọi sóng gió, chèo lái con thuyền sinh mệnh đi đúng hướng và gặt hái nhiều thành công như ý. Xem theo quan niệm tử vi số mệnh thấy rằng, tùy vào từng thời điểm khác nhau trong vận niên mà mỗi con giáp sẽ được nhận phúc họa khác nhau. Tại thời điểm này, bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng thời điểm khác lại phú quý lâm môn, bạc tiền vô biên, thu hái tiền tỷ của thiên hạ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mưa thuận gió hòa. Và trong 6 tháng cuối năm 2024 sắp tới, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, được ơn trời đoái thương, thần tài và quý nhân chỉ đường dẫn lối, tiền bạc cứ ào ào chảy về nhà, chất đầy két, giàu sang phú quý bùa vây, tất cả vận trình của người tuổi Canh Thân 1980 được miêu tả khái quát qua 8 câu thơ sau. Canh Thân 6 tháng quá tuyệt vời, tiền vô dễ dãi cứ như chơi, công danh tiền bạc mênh mông đến, tuổi vàng hốt bạc hái lộc trời. Vận trình sao tốt chiếu quá trời, tiền vào như thác không chịu vơi, lộc cũ lại có ngay lộc mới, trường tồn phúc lộc đời ấm no. Vậy, vận trình cụ thể của tuổi Canh Thân 1980 trong 6 tháng cuối năm 2024 sẽ có diễn biến ra sao, may mắn từng tháng như thế nào và bản mệnh phải chú ý 4 điều cấm kỵ là gì? Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây là lời luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi, mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Có duyên biết mệnh tuổi Canh Thân 1980, hưởng chọn lộc trời, làm ăn trúng lớn, đổi đời thoát khổ, cực giàu 6 tháng cuối năm 2024. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Canh Thân 1980 hay còn gọi là thực quả chi hầu, khỉ ăn quả, đứng vị trí số 57 trong lục thập 60 hoa giáp, cung cấn trực trừ, mạng thạch lựu mộc cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà thượng đế cô quạnh, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, ông quan đế độ mạng. Thiên can canh tương hợp ất, tương hình giáp, bính, địa chi thân, tam hợp thân tí thìn, tứ hành xung dần thân tị hợi. Quý vị thân mến, người ta tuổi ngọ, tuổi mùi, mà sao tôi lại ngậm ngùi tuổi thân thì mặc tuổi thân, sinh đúng giờ dần vẫn cứ làm vua. Nhắc đến tuổi thân người ta thường liên tưởng tới sự vất vả, khó khăn, một thân một mình, nhưng chúng ta hãy xem có đúng không nhé. Tuổi thân biểu trưng cho con khỉ, là con giáp thứ 9 trong bảng 12 con giáp của người phương Đông. Tuổi thân đi vào đời sống con người với giờ thân từ 15 giờ 17 phút hát vào ngày thân, tháng thân, năm thân. Người Hàn xem con vật này là con vật mang lại sự cát tường, may mắn, vì khỉ do chữ hầu được dùng chung hay xuất hiện trong các câu hay hình vẽ con khỉ. Chỉ về tấn tước phong hầu hay phong hầu treo ấn, người Nhật hình tượng khỉ bắt bóng trăng trong nước đi sâu vào nền hội họa. Ở Phật giáo hay nhắc tới nhiều tới hình tượng khỉ như hàm ý thâm sâu, khỉ mang tính chất gần gũi, nhanh nhẹn, hoạt bát, có tính đông đúc, tập thể, tình cảm. Đây là hình ảnh của sự nội hàm, nội tâm sâu lắng, tích tụ, bên ngoài thì hòa nhã nhưng bên trong ẩn chứa nhiều nỗi niềm. Thân còn có ý nghĩa thân thể, vạn vật đều trưởng thành đến tuổi này nhiều thứ dường như đã chín muồi, đến lúc được hưởng thành quả. Công thành danh toại thường là biểu trưng cho những bức tranh phong thủy của tuổi, thân ngoài ý nghĩa sum họp, đoàn tụ,
tranh phúc thọ thường hợp với người tuổi Thân. Trong lục thập hoa giáp, tuổi Thân gồm các tuổi Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004. Người tuổi Thân hợp với mùa thu, hợp những màu trắng sáng, nhà thường hợp hướng Tây hoặc Tây Nam. Ngoài ra, Thân có một ý nghĩa khá lớn, đó là khởi đầu khởi lộc. Giờ Thân trong khai trương, người phương Đông hay lựa chọn làm giờ mở hàng. Khai xuân, ngày Thân, tháng Thân hay được lựa chọn để xem ngày lành tháng tốt cho cưới gả, mở cửa hàng, thành lập đơn vị, tổ chức. Vậy, Thân một lần nữa đại diện cho sự khởi đầu tốt đẹp, khởi đầu thành công, con đường vạn dặm cũng có những bước đi đầu tiên, có chữ Thân khởi xướng thì đích đến tất sẽ thành công tốt đẹp. Địa chi Thân dương kim biểu tượng về chiều tà, về mùa thu, về sự hái lượm, là nơi tượng trưng cho sự ẩn mình đứng sau, thuận lợi tài lộc, đại phú, đại quý. Thân, Dậu, Tuất thuộc hành kim, chủ về sự thâu tóm, tích tụ, có sự chọn lọc, sắp xếp, cô đọng. Nếu có cả hai người cùng tuổi này sẽ tạo được một nhóm, tổ chức có độ liên kết, kết dính rất cao, chuyên môn rất vững và sự kết hợp khá lâu bền, cách làm có sự sắp xếp khoa học hầu như hoàn chỉnh. Lúc tích cực hành kim mang lại sự chắc chắn, cảm tưởng như gần họ không có gì là không thể đạt được thành tựu, kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên, lúc tiêu cực thì sự khô khan, giáo lý, giáo điều, sống rỗng, thiếu thực tế, thiếu tính mỹ cách, mỹ quan, ít được nhiều người chú ý và hay cô độc một mình, đó là những điểm cần hết sức lưu ý với tuổi này. Thân, Ý, Thìn, Hành Thủy là bộ ba tam hợp nổi tiếng ai cũng biết khi nhắc tới, và Thân cũng là điểm khởi đầu cho bộ ba này. Thủy đại diện cho màn đêm, đại diện cho sự âm thầm, tĩnh lặng, chảy chậm, ngấm dần, tính cách có, Thủy thường không sôi nổi nhưng rất có chiều sâu, cô đọng, giới tinh hoa cũng phát triển từ đây. Bề ngoài thì trống rỗng, bên trong thì đầy đặc, mưa dầm thấm lâu là một trong những cách thành công của hành thủy và một câu nữa hay đại diện là thiên biến vạn hóa. Hành thủy khi gặp khách hàng tuy cùng bán một sản phẩm, nhưng 100 khách hàng khác nhau thì 100 cách chào mời khác nhau. Hành thủy gặp một công việc 100 lần, thì 100 lần ra kết quả không bao giờ giống nhau, không quá thẳng, nhưng biết dừng đúng lúc. Nhiều người luôn nhắc nhở hành thủy hay toan tính, chi ly, thiệt hơn. Tuy nhiên, những người giàu nhất luôn mang trong người hành thủy, cuộc sống với họ không có nhiều xung đột mâu thuẫn, gặp trục trặc nhiều vì họ biết nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Họ biết kết quả nhưng chưa chắc đã đưa cho người ta đường đi nhanh nhất tới kết quả, thông qua 1 đến 2, thậm chí 4 đến 5 bước khác nhau. Thân nhị hợp với Tỵ, hóa thủy, nhắc tới bộ nhị hợp này làm tăng thêm tính thủy của Thân, nên tuổi Thân còn đại diện cho tiền bạc, tài lộc, sự tích lũy tài sản lớn. Ngành nghề hợp với Thân cũng như hành thủy, tư vấn, kinh doanh, môi giới, trung gian, đầu tư, xuất nhập khẩu. Càng không phải chịu nhiều trách nhiệm nhiều, càng không phải lệ thuộc vào những cái hữu hình, nhiều nhà xưởng, kho bãi, bến bãi, cơ sở vật chất. Vậy Thủy đi làm các bộ phận hỗ trợ trung gian hoặc các công ty mang tính chất là trung gian, hỗ trợ, phù trợ tốt hơn rất nhiều so với làm tính chất khác, công đoạn khác. Mệnh Mộc tượng trưng cho cây cối, cho sự sinh sôi và phát triển. Bởi vậy Mộc còn tượng trưng cho mùa xuân, mùa của sự đâm chồi nảy lộc. Mộc có thể là một cây đại thụ cứng rắn, hiên ngang, nhưng cũng có thể mềm dẻo, nhẹ nhàng như một cây cỏ ven đường. Đây chính là bản chất của Mộc và cũng là đức tính nguyên bản của mệnh Mộc. Sự thích nghi và bền bỉ và cứng cỏi, đó là những gì ta có thể nói về tuổi Canh Thân hành Mộc. Mộc có cả sự mềm dẻo, dễ uốn, nhưng cũng có sự cứng rắn và mạnh mẽ. Người tuổi Canh Thân mệnh Mộc cũng vậy, sự thích nghi chính là một điều khiến những người Canh Thân mệnh Mộc luôn luôn nhanh chóng hòa đồng và bắt kịp với chúng bạn dù ở bất kỳ môi trường nào. Người tuổi Canh Thân mệnh Mộc luôn tỏa ra những năng lượng tích cực và cảm giác vững chãi đối với người xung quanh, họ có khả năng đưa ra quyết định rất chính xác, có óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo tuyệt vời. Do vậy, những người Canh Thân mệnh Mộc thường lựa chọn các ngành nghề cần khả năng thích ứng cao như buôn bán, marketing hoặc những khối ngành cần sự sáng tạo tuyệt đối như design hay các bộ môn nghệ thuật. Người Canh Thân mệnh Mộc có một đức tính mà ai khi chơi với họ cũng đều không muốn rời đi, đó chính là sự thoải mái, hào sảng. Tuy nhiên, đây cũng là nhược điểm chí mạng của người mệnh Mộc Canh Thân, bởi kẻ xấu có thể lợi dụng được tính hào sảng này để thực hiện những toan tính của riêng họ. Người Canh Thân mệnh Mộc tuy đứng đắn và thẳng thắn nhưng khá cố chấp và cứng nhắc, nhất là khi họ đã đạt đến một ngưỡng tuổi nào đó, cứng thì thường dễ gãy, do vậy để có thể dung hòa được công việc và cuộc sống, người tuổi Canh Thân mệnh Mộc cần biết một chút về chính mình, từ đó điều hòa bố cục phong thủy bản thân, tạo ra được một sự nghiệp vững bền cũng như một cuộc sống thoải mái. Lời khuyên cho người tuổi Canh Thân, vận phát thì tích trữ, đầu tư, phát triển tối đa thu về thành tựu, lợi ích thực tế, có những nguồn tích lũy cho bản thân và gia đình nhiều, tránh thất thoát.
Vận kém thì thường đại diện cho hữu danh vô thực, nhiều khi hay bị người khác đánh giá, ghét bỏ, họ hay gặp những trục trặc trời ơi đất hỡi, thực sự khiến cho tù túng, túng quẫn khó thoát ra được. Bởi vậy cần sự cho đi, sự kết nối, cởi mở hơn, đón nhận nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, vui vẻ hơn, lạc quan và hòa đồng với mọi người, tiếp đó sẽ được thuận lợi tốt đẹp hơn cả, rất tốt về sau. Xem tử vi 2024 canh thân theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, canh gặp giáp tương khắc, gặp bất lợi từ bên ngoài, có tiểu nhân quấy phá, tình hình kinh tế khó khăn chung cũng tác động phần nào. Xét về địa chi, thân gặp thìn lâm tam hợp cục, vận quý nhân vượng, làm gì cũng được nâng đỡ, công việc làm ăn thêm thuận lợi, có thể mở rộng, phát triển lớn mạnh, tiền bạc cũng theo đó mà gia tăng không ít, có thêm nhiều nguồn thu, gia đạo hay sức khỏe đều duy trì ở mức hài hòa, cát lành. Xét về ngũ hành, bản mệnh mệnh và lưu niên tương sinh, gia đạo hài hòa, tình cảm thăng hoa, sức khỏe về cơ bản tốt, không mắc trọng bệnh, có đau ốm cũng gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Tiểu kết, xét về yếu tố can chi, ngũ hành, 2024 là năm cát lành với tuổi canh thân sinh năm 1980, trong năm vận quý nhân vượng. Công việc làm ăn có sự mở rộng, có không gian thăng tiến, tuy vẫn có điểm tiểu nhân quấy phá nhưng kết quả đạt được như ý, tiền bạc có dấu hiệu gia tăng. Dù kinh tế khó khăn chung tác động phần nào, nhưng nhìn chung tiền bạc vẫn ổn định, tiêu xài không phải nghĩ, gia đạo, tình cảm hay sức khỏe đều duy trì ở mức hài hòa. Bên cạnh đó, những người tuổi canh thân khi bước sang cuối năm 2024, vận trình của họ gặp bố cục thiên sinh địa hợp, với thiên can canh kim tương sinh cho thiên can quý thủy của năm, tạo thành bố cục thương quan tương sinh chính ấn, địa chi bản mệnh và thái tuế ám hợp. Cho nên có thể thấy đây là một năm mà vận trình của những người canh thân này có phần thuận lợi và suôn sẻ giữa muôn trùng vận hạn. Tử vi canh thân 2024 có nhiều điểm tốt đẹp, cục diện thương quan sinh tài ngụ ý nhờ tinh thần mưu lược, ứng biến thông minh mà nghề nghiệp chính của bản mạng sẽ được đảm bảo. Trong công việc bạn thể hiện được sự mưu lược cần có, khi cần đưa ra quyết định lớn, bạn không lo ngại hay do dự, dám nghĩ dám làm, tinh thần chăm chỉ, cần cù sẽ mang về nhiều cơ hội làm việc tốt, có điểm nhận nhiều lợi lộc từ công việc chính. Tuy vậy, khi vận trình ở thế tốt, người tuổi canh thân cần học cách khiêm tốn và kiềm chế cá tính bản thân, đôi lúc thương quan phá bỏ mọi quy tắc, mọi luật lệ sẽ đẩy bạn tới bước ngông nghênh, coi trời bằng vung, điều này không tốt cho con đường thăng tiến của bạn. Về tài lộc, năm nay Giáp Thìn 2024 âm lịch được sự trợ giúp của sao Cát Tường Nguyệt Đức, tuổi canh thân có thể có tiền ổn định vào tài khoản, thu nhập rất đáng kể. Đối với những người bạn làm kinh doanh, có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của khách hàng mới và cũ, và công việc kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn và có thể tiếp tục mở rộng quy mô và đào sâu lĩnh vực kinh doanh. Năm nay tuổi canh thân có thể có được thông tin đầu cơ đáng tin cậy và có được thu nhập đầu tư và quản lý tài sản đáng kể. Tuy nhiên, do bị hung tinh tiểu hao chiếu mệnh không thuận lợi, nên bạn có thể gặp phải những thiệt hại nhẹ về tiền bạc, bảo quản tốt tiền bạc cá nhân của bạn, thực hiện các biện pháp an ninh ở nhà, bảo quản đồ đạc cá nhân khi ra ngoài và kịp thời tránh xa kẻ trộm. Cần lưu ý rằng, những người tuổi canh thân độc thân có thể sử dụng số tiền dự trữ trước đây của họ để kết hôn trong năm nay, hoặc để mua một ngôi nhà hoặc một chiếc xe hơi. Vì vậy mặc dù tài lộc của họ tốt trong năm 2024, nhưng họ vẫn có rất nhiều chi phí, phải làm tốt công tác quản lý tài chính và phân bổ nguồn vốn hợp lý. Người tuổi canh thân gặp năm Giáp Thìn không có sao đào hoa vây quanh, nếu đang nóng lòng muốn thoát khỏi tình trạng độc thân, tuổi canh thân có thể chủ động tham gia buổi hẹn hò, ăn tối hoặc nhờ người thân, bạn bè xung quanh mình giới thiệu, nhưng đừng hành động quá vội vàng, nếu không bạn có thể rơi vào bẫy tình. Đối với những người tuổi canh thân đã có bạn đời ổn định, năm nay cả hai rất hợp nhau và sẽ không cãi vã vì những chuyện vặt vãnh, nhàm chán. Người tuổi canh thân đã kết hôn có thể có thêm con cháu trong nhà, tình yêu hạnh phúc, vợ chồng có thể thường xuyên đi du lịch để thư giãn. Người tuổi canh thân năm nay nhân duyên rất tốt, gặp được nhiều bạn bè tương hợp, có thể giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp và tiền bạc, có thể đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển cuộc sống sau này. Nhìn chung năm 2024, canh thân nên chuẩn bị cho một năm phát huy những điều tốt đẹp nhất trong bạn. Hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống của tuổi canh thân đều sẽ được hưởng bình an, may mắn, bạn sẽ nuôi dưỡng tốt tài năng của mình và sử dụng chúng để mang đến thành công, thịnh vượng và tài lộc dồi dào trong cuộc sống. Giữa những khó khăn và thách thức, bạn nên tiếp cận chúng một cách tự tin và không ngừng nâng cao khả năng của mình. Bạn chỉ cần tập trung vào những gì đang làm, bạn sẽ nắm bắt được những cơ hội tốt đẹp đến trong cuộc sống. Đặc biệt, 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng, công việc thuận lợi hanh thông, tài lộc vượng phát, phát tài nổ lộc của canh thân.
Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối 2024 tuổi Canh Thân. Trong 6 tháng cuối năm 2024, tuổi Canh Thân với tam tai hài hòa hơn, vì vậy đây là thời gian cũng khá lý tưởng với tín chủ. Bản mệnh trong nửa cuối năm làm gì cũng được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, được bạn bè, người thân ủng hộ nhiệt tình. Đối với những ai đang có mưu cầu thăng tiến trong công việc thì sẽ công thành danh toại, nhưng để đạt được điều đó thì bản mệnh cũng cần cố gắng nỗ lực không ngừng. Được chính quan tương sinh, chính ấn hỗ trợ, công việc trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Canh Thân có nhiều triển vọng mới, thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí. Chức vụ mới, công việc dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng gặt hái thành quả xứng đáng. Có điều, kiếp tài mang theo dấu hiệu cạnh tranh rất lớn, điềm tiểu nhân quấy phá, bất kể mưu sự lớn hay nhỏ, tuổi Canh Thân cũng nên thận trọng suy tính kỹ càng, nên nhớ nóng vội chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối, con đường đi tới thành công sẽ càng dài và nhiều chông gai hơn thôi. Đồng thời, hãy luôn nhắc nhở bản thân giảm bớt cái tôi của mình xuống, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đừng hành động đơn độc và bảo thủ, vừa hao tổn nhiều công sức, lại khó đạt mục tiêu như mong muốn. Tử vi tuổi Canh Thân 2024 cho thấy, chính ấn, cát thần và long đức cát tinh mang vận quý nhân tới, đương sự gặp người quyền thế, được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc, thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước, vì thế quan lộ thêm phần thênh thang. Trong 6 tháng cuối năm 2024 có dấu hiệu thay đổi chức vụ hoặc thăng chức cao hơn, có điều, cần chủ động nắm bắt, do dự sẽ khiến bạn đánh mất cơ hội tốt. Năm 2024 được đánh giá là ngũ hành mộc quá vượng, khiến ngũ hành thổ và ngũ hành kim suy yếu. Như vậy người tuổi Canh Thân muốn một vận trình cân bằng, thuận lợi, thì nên bổ sung ngũ hành kim hoặc ngũ hành thổ cho mình. Trong năm những màu sắc lạnh và ấm như màu trắng, màu xám và màu nâu sẽ là màu sắc mang lại may mắn cho người tuổi Canh Thân. Ngoài ra, những đồ dùng hay phụ kiện bằng kim loại đồng, vàng, bạc đều sẽ là những đồ vật mang lại may mắn cho bản mạng. Ngồi gần tủ lạnh cũng là một cách để tăng cường ngũ hành kim cho mình. Công việc trên đạt thuận lợi, kéo theo tình hình tài chính của tuổi Canh Thân ngày được củng cố và ổn định hơn. Có điều, ổn định sẽ khó có sự đột phá. Nếu muốn đạt được điều đó, đương số phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí cả máu và nước mắt. Theo Minh Đường Tử Vi, 6 tháng cuối năm 2024 có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, thương trường như chiến trường. Người tuổi Thân cần hết sức thận trọng với các hoạt động về tiền bạc, tài chính, nếu đầu tư chỉ nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập hùn vốn kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, tiền mất tật mang, vướng vào kiện tụng pháp luật, làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, chính sách thay đổi liên tục, nay lại thêm cả tiểu hao hung tinh báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ, đầu tư cũng khó sinh lời hơn, vì thế, rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới về kinh doanh, đầu tư, tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt, đồng thời nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Canh Thân xuất hiện thiên hình chủ hỷ tín, đào hoa, mang tới đời sống tình cảm vô cùng phong phú và thoải mái cho người tuổi Canh Thân. Nhất là những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc, được ấn tinh dẫn mai làm mối, dễ tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất. Có điều, kiếp tài mang theo điềm báo về sự cạnh tranh, tuổi Canh Thân cần chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bất luận là nam hay nữ mạng, có như vậy mới sớm có được hạnh phúc đích thực. Một số cặp đôi có thể đón tin vui về chuyện của con cái trong nửa cuối năm, nếu có ý định công việc cho con kết từ trước, hai bạn nên có sự chuẩn bị kỹ càng để con cái được làm việc trong điều kiện tốt nhất. Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi Canh Thân bình ổn trong nửa cuối năm Giáp Thìn, ít mắc bệnh tật nghiêm trọng, có đau yếu cũng chỉ qua loa, tốn kém chút tiền bạc. Ấn tinh đại diện cho quý nhân phù trợ, ốm đau gặp thầy, gặp thuốc, bệnh trạng nhanh lành, có điều cần chú ý ảnh hưởng của vong thần khiến thần trí rối bời, suy nghĩ tiêu cực, hành động mất kiểm soát như ăn uống quá độ, thức khuya thường xuyên, lười vận động, tất cả những điều này đều tác động xấu tới sức khỏe. Ngoài ra, hung tinh này còn ám chỉ thế lực ngầm tác động, có thể gây ra xui xẻo bất ngờ như tai nạn xe cộ, xông nước hoặc bị vật nhọn đâm vào người, vì thế, phải luôn nhắc nhở bản thân cẩn trọng khi xuất hành. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong 6 tháng cuối năm 2024.
Tử vi tuổi Canh Thân 2024 tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch có chính ấn khắc thương quan, nguyệt lệnh và thái tuế bán hợp mộc cục, hồng loan đào hoa tọa mệnh, thương quan phối chính ấn sẽ bổ sung cho người tuổi Canh Thân tư chất có chiều sâu. Thân coi trọng thời cơ, có danh tiếng vang xa, nhưng người này kiếm tiền sẽ vất vả, khó khăn, dù kiếm ra tiền sẽ vẫn gặp chuyện thiệt thòi. Nam mạng có nửa kia bất hòa với mẹ, gia đình thường xuyên căng thẳng, sự nghiệp của người tuổi Canh Thân chủ yếu bình lặng, không có nhiều biến động trong thời điểm này. Nguyệt lệnh lâm tử khiến bản mệnh trở thành một người có suy nghĩ sâu xa và tính toán kỹ lưỡng mọi mặt hơn, chính vì vậy mà bạn không thường xuyên hành động theo cảm tính nữa. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng thì khác với việc thường xuyên chần chừ, do dự, bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Chính ấn cũng khuyên bạn chớ nên vội vàng thỏa mãn với những thành công mình đã đạt được trước đó, vì như vậy thì bạn dễ rơi vào trạng thái lơ là, chủ quan, tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Tiềm năng của bạn còn chưa được sử dụng hết, vì vậy, chẳng có lý do gì bạn lại vội dừng bước ở hiện tại, bạn cần tiếp tục cố gắng để đạt được thành tích lớn hơn nữa trong tương lai. Tình hình tài lộc của người tuổi Canh Thân không có nhiều biến động trong tháng 6 này, người làm công ăn lương chủ yếu vẫn giữ nguyên được đãi ngộ như trước đó. Nếu muốn tiếp tục cải thiện thu nhập cho mình, bạn cần phải chăm chỉ, chịu khó, quyết tâm hơn nữa, đồng thời quyết đoán, nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân, chớ trở thành con giáp ba phải. Người làm kinh doanh có những suy nghĩ sâu sắc và luôn tính toán kỹ lưỡng, lập kế hoạch rõ ràng trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Đặc điểm tính cách này giúp bạn tránh được những mối đầu tư mạo hiểm, tránh mất tiền đáng tiếc, nhưng cũng ngăn cản bạn đến với những cơ hội thử sức mình. Bản mệnh cần tránh đi theo lối mòn, giữ những tư tưởng bảo thủ, vì như vậy thì bạn sẽ khó có thể tìm được những mối làm ăn béo bở. Dù là người làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải suy nghĩ quyết đoán hơn, đừng vội thỏa mãn với những gì mình đã đạt được. Thiên vu cát tinh cho thấy, nếu cố gắng hết mình trong tháng này, bạn vẫn có cơ hội thăng quan tiến chức hoặc tìm được cơ hội làm ăn, phát triển, mở rộng mối quan hệ xã hội, mở rộng quy mô làm ăn. Tuổi Canh Thân 2024 tháng 7 âm lịch. Tử vi 2024 tháng 7 âm lịch có Thiên can Canh Kim tương sinh Quý Thủy, Nguyệt lệnh Thân Kim và Thái tuế ám hợp, là ám hợp chính tài, nên tử vi tuổi Canh Thân năm 2024 rơi vào bố cục Tỷ Kiên tương sinh thương quan, có vận trình tương đối bình thường, căn khí của bạn khá mạnh nên sẽ tránh được một số khó khăn bất lợi. Ý chí của người tuổi Canh Thân sẽ kiên định hơn, bạn cũng biết tập trung vào công việc, xử lý mọi việc quyết đoán nên sự nghiệp sẽ cải thiện phần nào. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, trong công việc, người tuổi Canh Thân dễ để xảy ra sai sót khi không thể tập trung, tuy nhiên, nếu bạn biết điều chỉnh cho lượng công việc trong ngày được giảm bớt đi, bạn chỉ tập trung vào những gì thực sự quan trọng, làm chúng thật tốt là được. Thực tế là cứ để xảy ra sai phạm rồi đi sửa, không chỉ gây mệt mỏi cho bản thân mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy phiền phức. Thái tuế hung tinh xuất hiện trong tháng 7 âm lịch, điềm báo tai nạn bất ngờ, do đó luôn phải đề cao cảnh giác, nên cẩn thận trong công việc với những hợp đồng lớn, kế hoạch quan trọng, nếu có thể rời thời gian sang tháng sau sẽ thuận lợi hơn. Nếu ai thường phải di chuyển xa nhà thì công việc khó thuận lợi, do đó nên sắp xếp lại công việc, ưu tiên nhiệm vụ ở gần và trong khả năng của mình. Người tuổi Thân không nên theo đuổi tham vọng trong khoảng thời gian này, con giáp tuổi Canh Thân phải tìm cách để có thể giúp phấn chấn tâm trí. Hành động quyết liệt hơn là nằm đó chờ thời cơ đến, hoặc có người lại cho rằng cuộc sống của mình tạm ổn rồi, không cần phải cố gắng thêm. Bản mệnh có biết rằng quá trình tìm cách gia tăng thu nhập cũng là lúc bạn được mở mang đầu óc, học thêm kiến thức mới và thử áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình. Hành trình này còn thú vị hơn khi kết quả cuối cùng mà nó tạo ra cho bạn đó là tiền bạc. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Canh Thân âm lịch, thực thần ghé thăm cho thấy có tài lộc, thế nhưng nếu lười biếng không nắm bắt cơ hội thì sẽ phải hối hận. Đây còn là điềm báo gặp may, có thể khi bạn gặp khó khăn trong tháng, sẽ ngay lập tức có người giúp sức, nhưng cũng đừng vì thế mà phụ thuộc vào người ta quá. Không có gì là miễn phí đâu bạn nhé. Người ta giúp bạn thì họ cũng sẽ đòi hỏi hoặc yêu cầu bạn đáp lại bằng cách này hay cách khác. Tử vi tuổi Canh Thân 2024 tháng 8 âm lịch. Bước vào tháng 8 âm lịch, vận trình của bạn có thiên can tháng, là kiếp tài tương sinh thiên can năm là thương quan. Địa chi nguyệt lệnh là dậu kim không nảy sinh quan hệ với bản mệnh, thời điểm này người tuổi Canh Thân khá may mắn đó. Tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Canh Thân âm lịch cho thấy, con giáp này cát khí vây quanh, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc đều đi lên. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Canh Thân trong tháng 8 âm này có chính ấn nâng đỡ, nên mọi việc trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Thái dương cát tinh nhập mệnh,
con giáp này có thể sẽ được quý nhân chỉ đường, dẫn lối, bản mệnh tìm lại được sự hứng khởi trong công việc, nhiệt tình, xông xáo trong công việc, những cố gắng và nỗ lực của bản mệnh rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi có không ít cơ hội phát triển dành cho bạn, khả năng thăng tiến cũng theo đó mà tăng dần lên, không mắc phải những sai sót không đáng có. Sự chủ động sẽ khiến bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên, đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách, đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Tài lộc có nhưng đến muộn, phải chờ tới cuối tháng thì tài khí mới tụ, tiền bạc mới ùn ùn kéo về, nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt. Do con giáp này đạt được những thành tích nhất định, nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, thì nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể, tháng này chuyện buôn bán khá thuận. Bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình, đôi lúc cũng cần một chút máu liều, nhưng đừng đặt mình vào nơi mạo hiểm quá lớn. Làm gì cũng cần để đường lui, nên tránh đặt đồ màu đỏ ở phương vị Tây Nam trong văn phòng, dễ gặp họa mất tiền hao của. Theo dõi vận trình tình duyên tuổi Canh Thân tháng 8 năm 2024 âm lịch, trong tháng có thiên diêu trợ nhân duyên. Người có đôi có thể sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân, gây dựng hạnh phúc từ gia đình nhỏ của riêng mình. Tử vi tuổi Canh Thân 2024 tháng 9 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Canh Thân có bố cục nhâm thủy thực thần đồng vượng quý thủy thương quan, nguyệt lệnh và thái tuế tạo nên bố cục tương hợp gọi là tài hợp ấn. Nó ngụ ý vận trình người này khá tốt, bạn có khả năng biểu đạt, ăn nói tốt nên dễ gây ấn tượng đẹp với người đối diện. Cục diện tam hợp chắc hẳn sẽ đem tới nhiều tin mừng cho người tuổi Canh Thân. Thời điểm này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn. Đừng vội hài lòng với những gì mà mình đang có. Bạn càng cố gắng thì kết quả lại càng vượt xa khỏi suy đoán của mọi người và kỳ vọng của chính bạn. Các mối quan hệ xã giao chính là một trong những yếu tố không thể thiếu, góp phần vào thành công của bản mệnh trong tháng 9 âm lịch. Bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực, việc khó khăn cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn hẳn. Dịch mã cho thấy, bạn càng cố gắng, bỏ công bỏ sức ra làm việc bao nhiêu thì thành công lại càng vang dội bấy nhiêu. Vì thế, đừng ngại làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách để lười biếng. Sự chăm chỉ của bạn ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, để cấp trên cân nhắc phân công cho bạn những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế. Con đường tài lộc của người tuổi Canh Thân trở nên vô cùng rực rỡ trong tháng 9 năm 2024 âm lịch này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa đem tới cho bạn nhiều cơ hội bứt phá. Việc mở rộng quy mô kinh doanh hay mạng lưới khách hàng cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Thời điểm này, bản mệnh cần xác định mục tiêu cụ thể cho mình và cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản. Có nhiều lúc bạn sẽ phải vất vả, bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên hãy kiên cường, tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này thì cần phải xông xáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian, đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Quý nhân xuất hiện trong tháng 9 âm lịch này cũng sẽ giúp bạn gặt được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao. Bạn có thể học hỏi thêm được nhiều điều hay từ đối phương, thậm chí sẽ tìm được phương hướng mới cho con đường phát triển sau này. Tử vi tuổi Canh Thân 2024 tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, người tuổi Canh Thân gặp bố cục thương quan đồng vượng thủy, nguyệt lệnh và thái tuế bán hợp mộc cục, là hợp mà thành tài cục, nhưng nguyệt lệnh và bản mạng lại tương hại nên là khá xấu. Vận trình tháng này của bạn bận rộn, vất vả khôn nguôi, thương quan trùng điệp ngụ ý, nếu có chẳng may giàu có thì người tuổi Canh Thân cũng khó mà giữ được tiền. Thương quan quá vượng ngũ hành bế tắc không thể tạo ra nguồn thu nhập mới cho bản mệnh, tình hình sự nghiệp của tuổi Canh Thân tháng 10 này không được tốt lắm. Âm sát hung tinh nhập mệnh, dù tốn nhiều công sức chạy vạy ngược xuôi, vất vả trăm bề nhưng bản mệnh chưa chắc đã nhận được thành quả như mình mong đợi. Có thể bị kẻ khác nững tay trên, con giáp này cần phải lưu tâm tới mọi chi tiết trong công việc để không mắc phải sai lầm. Đặc biệt, các mối quan hệ xã giao cũng sẽ ảnh hưởng đến bước đường thăng tiến. Nhiều người chọn cách lựa chọn trao đổi tình cảm lấy quyền lực. Không chỉ vậy, con giáp này còn có thể vướng vào những mâu thuẫn trong nội bộ. Có thể những hành động thiếu minh bạch của bạn sẽ khiến cho những người xung quanh sinh lòng bất mãn mà phản kháng. Đặt thêm những đồ vật không ngờ lại hút vận tiểu nhân xui rủi vào người. Việc chia bè chia phái cũng sẽ gây ra rắc rối sau này. Đừng để mình bị dụ dỗ lôi kéo vào trận chiến đó. Chính quan cho thấy, nếu làm tốt việc của mình bạn sẽ không cần phải lo lắng tranh đoạt điều gì.
Đường tài lộc tháng 10 này của tuổi Canh Thân có phần sáng sủa hơn khi mà tiền bạc đang dần sinh sôi nảy nở, thái âm cát tinh nhập mệnh. Trong tháng này, quý nhân của những chú khỉ phần lớn là nữ mệnh, hãy chú ý điều này. Bản mệnh có thể sẽ thu được lợi nhuận cao nhờ phát triển công việc kinh doanh đúng hướng, nắm bắt được cơ hội hiếm có để tăng doanh thu, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh cũng không ít, vì thế nếu không có kế hoạch tài chính tốt thì cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu mà thôi. Con giáp này cần phải biết xem xét tình hình để tiết kiệm tiền bạc, phòng khi bất trắc, lỡ có chuyện bất ngờ xảy ra không quá túng thiếu. Về sức khỏe, áp lực công việc khiến tình trạng đau dạ dày, táo bón, tiêu hóa kém xuất hiện trở lại. Tuổi Canh Thân nên dành thời gian nghỉ ngơi và luyện tập thể thao nhiều hơn, cân bằng trạng thái tinh thần, điều hòa khí huyết, hỗ trợ cho sức khỏe ổn định. Tử vi tuổi Canh Thân 2024 tháng 11 âm lịch. Tử vi tuổi Thân tháng 11 âm lịch có bố cục giáp mộc thiên tài tương sinh quý thủy thương quan. Nguyệt lệnh là tí thủy tương hại mão mộc và bán hợp mộc cục với tuổi Thân. Đây là một bố cục đại phúc đại quý, bạn là người có đầu óc kinh doanh linh hoạt, cơ biến nên dễ dàng tạo ra nguồn thu nhập mới, khả năng hoạch định tài chính tốt nên tháng này bạn có vài khoản thu nhập khá ổn. Tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Canh Thân âm lịch khuyên bản mệnh, hãy mạnh mẽ tiến về phía trước, bởi sau lưng bạn luôn có tam hợp hậu thuẫn, giúp mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, để gặt hái được thành công thì sự cố gắng, nỗ lực cùng với tài năng của bạn là không thể thiếu. Hãy nhanh nhạy để có thể phát hiện và nắm bắt các cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, khẳng định vị thế của mình. Tháng 11 này, bản mệnh có cơ hội được thăng quan tiến chức. Ngoài ra, thời điểm này bạn còn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý, đối phương đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc mình đang làm hoặc về tình hình thực tế trước mắt. Hơn nữa, với suy nghĩ cởi mở, khiêm tốn, ham học hỏi, bạn có thể nắm bắt vấn đề vô cùng nhanh chóng và giải quyết mọi việc theo hướng đúng đắn nhất. Tình hình tài chính của người tuổi Canh Thân có những biến chuyển tích cực, có thể dễ dàng nhận ra trong tháng 11 này, cục diện tam hợp giúp bạn kiếm tiền về đầy túi, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc là yếu tố khiến cấp trên liên tục dành cho bạn những khoản thưởng nóng, thậm chí một số người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Nếu có khoản tiền dư giả, bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy đi trước. Như vậy, bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn, hạn chế nguy cơ tốn tiền hao của. Với người làm ăn kinh doanh, nhờ mối quan hệ rộng rãi mà bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Còn với những người giàu kinh nghiệm, bạn nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Tử vi tuổi Canh Thân 2024 tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch, người tuổi Canh Thân gặp vận trình đinh sửu chính tài tương sinh quý thủy thương quan, địa chi nguyệt lệnh là sửu thổ tương khắc mão mộc, nguyệt lệnh là bản mệnh tương sinh, xuất hiện thiên hỷ cát tinh, đây là bố cục tương đối tốt. Ngũ hành căn mệnh của bạn vẫn mạnh trong tháng này, nên gặp thương quan sinh tài thì may mắn, bạn thông minh, lanh lợi, không sợ bị trói buộc, dám vứt bỏ lối mòn để đi theo cách làm mới, là người giỏi kinh doanh, có tinh thần cầu tiến, nên bạn dễ dàng thành công trong năm 2024. Nam mạng được nửa kia giúp, nên có điểm báo may mắn. Xem tử vi phương Đông, người tuổi Canh Thân có một tháng cuối năm làm việc tất bật, đối mặt nhiều khó khăn, áp lực, khối lượng công việc nhiều, việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện. Vì thế mà bạn luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ làm việc, chứ không còn được thảnh thơi như thời gian trước. Các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, nội bộ lục đục, xảy ra nhiều cạnh tranh, mâu thuẫn. Tất nhiên việc gì cũng có hai mặt tốt xấu, tốt ở chỗ có cạnh tranh là có phát triển. Xấu ở chỗ nó khiến bạn phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ nhiều và tất nhiên, ai biết chủ động nắm bắt cơ hội, có sức chịu đựng bền bỉ, người ấy sẽ có được thành công như mong muốn. Sự xuất hiện của chính quan mang tới những hỗ trợ cần thiết trong công việc cho tuổi Canh Thân tháng này. Vận quý nhân không đến nỗi tệ, quan trọng là bạn có tinh tế để nhận biết ra người đó là ai mà để nhờ cậy hay không thôi. Công việc kinh doanh, buôn bán trong tháng trước nghịch sau thuận, ban đầu va vấp khá nhiều khó khăn, nhưng càng làm càng hanh thông, cứ kiên trì tới cùng sẽ thu về kết quả ưng ý. Theo thầy tử vi, mặc dù công việc bận rộn và nhiều áp lực, song tuổi Canh Thân sẽ được đền đáp xứng đáng bằng mức thu nhập cuối tháng. Tháng này, ngoài tiền lương chính, bạn còn có thêm những khoản thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu, quà tặng. Nhìn chung, tổng thu nhập tháng dồi dào,
tiêu tiền không phải đắn đo suy nghĩ. Người kinh doanh, buôn bán có một tháng thu nhập khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời, bản mệnh yên tâm đón Tết cùng gia đình, chi tiêu thoải mái mà vẫn có khoản tích lũy dư dôi. Với người kinh doanh, buôn bán, để thúc đẩy tài khí tăng mạnh, thu hút nhiều may mắn tiền bạc, bạn có thể đặt ở cửa hàng biểu tượng mèo thần tài. Vị trí đặt tượng mèo chiêu tài phù hợp nhất là ở hướng bắc cửa hàng, cửa hiệu hoặc phòng khách. Dù sao tiền lương và thưởng Tết trong tháng cũng khá nhiều, yên tâm chuẩn bị đón Tết mà không phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Vận đào hoa đang khởi vượng, người độc thân tranh thủ cơ hội tìm cho mình người tâm đầu ý hợp, chủ động là cách tiếp cận trái tim đối phương dễ dàng nhất. Tất nhiên, chủ động vẫn phải khéo léo, thô quá sẽ bị đánh giá thấp, các cặp vợ chồng đề phòng kẻ thứ ba phá đám. Về sức khỏe, ăn uống vô độ khiến các chứng bệnh về tiêu hóa phát, nhất là chứng đau dạ dày, vì thế, hãy tiết chế lượng thực phẩm đưa vào cơ thể, đảm bảo duy trì cân nặng bình ổn, không bị tăng đột biến. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong thời gian này. Điều cấm kỵ thứ nhất, thà chịu vất vả chứ đừng ham lạc thú. Ham muốn hưởng lạc trong một thời gian dài sẽ mài mòn ý chí, góc cạnh và sự đam mê của mỗi người. Bạn rất dễ đánh mất bản tính cũng như tâm linh của mình trong sự thoải mái. Thà rằng vất vả, cần cù, chịu khó, chịu khổ để tôi luyện cái chí, gìn giữ năng lực còn hơn. Đừng toan tính khôn lỏi vì làm người không có ai là ngốc cả. Không phải kẻ khác chẳng biết toan tính thiệt hơn của bạn, họ chỉ không thèm nói mà thôi. Do đó, đừng tưởng ngoài đời ai cũng ngốc, chỉ có mình bạn là khôn. Thực ra, những chiêu trò khôn lỏi vặt vãnh của bạn họ biết thừa và thầm cười trong lòng với nhau, chứ không ai chỉ ra cho bạn thấy, đó mới là điều đáng sợ nhất. Trên đời này, cái gì hỏng thì mình sửa, sửa một ngày không được thì sửa 10 ngày, 10 ngày chưa được thì sửa một năm. Quan trọng là kết quả nhận về xứng đáng với thời gian và công sức của mình bỏ ra. Hôm nay bạn chỉ thay đổi một thói quen, nhưng tương lai rất có thể sẽ gặt về một thành tựu lớn. Điều cấm kỵ thứ hai, thà giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh. Có câu, tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Trong đại dương, tri thức những gì bạn biết chỉ như một giọt nước nhỏ mà thôi, thay vì tự thỏa mãn, tự kiêu ngạo với chút vốn liếng nhỏ của mình, thì bạn phải học cách lắng nghe và tiếp thu thêm nhiều hơn nữa, có đối mặt với những lời nhận xét, phê bình gay gắt thì cũng phải nghiêm túc mà chấp nhận. Điều cấm kỵ thứ ba, thà giả nghèo chứ đừng khoe khoang giàu sang. Phải nhớ rằng, cuộc sống càng giản đơn thì càng thanh thản, sự phô trương hay khoe khoang hào nhoáng thường kéo theo nhiều mầm mống tai họa, thu hút nhiều kẻ tiểu nhân, kẻ nham hiểm thâm độc và ganh ghét bạn nhiều hơn. Nghệ thuật sống của người thực sự thông minh là học được cách nhường nhịn và khiêm tốn, nên nhớ rằng, hoa có thơm ong bướm ắt tự tìm đến mà không cần quảng cáo dùm beng. Điều cấm kỵ thứ tư, thà bị lừa còn hơn không dám tin một lần. Có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ, dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản, bất cứ lúc nào, bất kể điều gì có xảy ra, bạn hãy cứ trao tặng tấm lòng chân thành của mình. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Nếu bạn chỉ đắm chìm trong sự sợ hãi, sợ bị phản bội, sợ bị lừa dối mà không mở lòng, thì đồng thời bạn cũng đang đóng lại các cánh cửa cơ hội tốt đẹp phía trước. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.